Chào buổi sáng mọi người nha. Đây, từ 7 giờ rưỡi tối, đây món bỏ này, đấy 80 lít nước mọi người. Đến bây giờ là 12 tiếng hơn, 12 tiếng rưỡi rồi, liên tục với lại bếp này, lửa này, 12 tiếng liên tục. Đấy thì hiện tại là đây là cái nước cuối cùng. Đấy thì bây giờ đến lúc mà nó cô đặc lại thành keo á, thì có thể là đến chiều hoặc là trưa, tùy vào cái chất lượng của cái vỏ này. Đấy, đấy nó trào này, cái lửa quá to mọi người. Đấy là mình để miệt mài từ 7 giờ rưỡi tối tới bây giờ hai anh em. Đấy, ở đây là vẫn còn nha. Đấy là tối nay hai anh em lại tiếp tục nấu mì nữa. Đấy bây giờ mình đi ngủ dưỡng sức để tối nay tiếp tục chiến đấu. Ban ngày nấu không nổi mọi người, nóng lắm, nó nóng và cái chất lượng nó không đạt. Ban đêm cái nhiệt độ nó mát. Đấy, bye bye mọi người. Giờ mình đi ăn giấc.